Vâng, Mộc Lan Huy xin chào. Hôm nay Mộc Lan Huy đang đón tiếp anh Tường ở Vĩnh Long tới sửa Mộc Lan Huy ký nhận một bộ ghế ngũ long cột 12 chất liệu gỗ hương đá. Vâng, hôm nay thì Mộc Lan Huy có tất cả là hai bộ, và hai cái bộ này thì cũng được anh em mới hoàn thiện cách đây 2-3 hôm thôi, cũng chưa quá lâu quý vị nhé. Và đây là hai bộ ghế nằm trong cái tiêu chuẩn của những cái bộ hàng VIP, hàng cao cấp. Vâng, thì những cái bộ ghế này thì không phải là Mộc Lan Huy ra thường xuyên được quý vị nhé, thì rất là lâu. Và khi mới ra được tầm 2 bộ hay 3 bộ thôi, cũng không ra được nhiều. Và hôm nay thì anh tới sửa Mộc Lan Huy, anh kiểm tra hàng ở mặt dưới và ký tên. Thì ở đây tiêu chuẩn của một bộ ghế này là những cái bộ tó là liền nguyên khối quý vị nhé, không hề là chắc ghép. Đó, rất là đẳng cấp. Và những cái bộ tay, các cái bộ tay nghe cũng là hoàn toàn là tay nghe liền nguyên khối, không chắp ghép. Mặt ván cũng là mặt ván về liền hoàn toàn từ trước ra đằng sau. Đó, không chắp ghép. Và ở đây thì bộ ghế này được anh em làm những bộ chân đôn, là chân đôn 12 bằng với các cái bộ chân ghế chân băng. Thì trong lô hàng này thì cũng đã ghi ra được chỉ có là hai bộ thôi. Đó, hai bộ, một bộ anh ký và một bộ ở bên đây. Thì trên chất liệu gỗ gõ đỏ thì để lựa những cái bộ tó tựa tay nghe liền thì cũng không phải là khó lắm. Thế nhưng mà ở trên chất liệu gỗ hương đá thì thưa quý vị là càng ngày nó càng khó quý vị nhá. Gỗ cây bây giờ nó rất là ít. Đó, nhiều khi để lựa được những cái bộ tó liền, tựa liền, tay liền như thế này thì không phải là lúc nào cũng có sẵn. Và đây nữa thì những cái chi tiết và VIP nữa, và đặc biệt nữa trên cái bộ ghế này là những cái bộ tựa. Ở đây là một tấm tựa là nguyên khối, nguyên khối, không chắp ghép. Và quý vị để ý, nếu như mua ngoài thị trường thì có thể là có hiện tượng ghép dọc ở đây, dọc theo cái chiều gỗ ở đây, có thể là 2 hoặc là 3 miếng. Thế nhưng ở đây là Mộc Lan Huy làm liền hoàn toàn từ trên xuống dưới nhé quý vị nhé, từ trái qua phải. Với thiết kế của cái mẫu ngũ long này thì rất là quen thuộc quý vị rồi, một bộ tó với bộ mặt hổ phù đục rất là đẹp, hai bên thì đục đủ một bộ tứ linh long ly quy phụ rất là đẹp. Về phần tựa là phần tựa trơn quý vị nhé, phần tựa trơn đục rồng ba ô trơn. Và ở bên dưới bộ tựa thì có đục một bộ mặt hổ phù này, hai bên thì đục phượng này quý vị này, phượng rồng nghê này. Đó, rất là đẹp. Ở đây thì những cái bộ chất liệu gỗ hương đá thì Mộc Lan Huy làm và những cái bộ mặt vén cong quý vị nhé, bộ mặt giải vén cong rất là đẹp. Và tất nhiên là những cái bộ vai ở bên dưới cũng vậy, được anh em làm vén cong hết. Và tay nghe hoàn toàn là liền nguyên khối thưa quý vị. Vâng, ở đây là những cái bộ ghế có giá là 50 triệu tại Mộc Lan Huy, công khai với quý vị báo giá chi tiết tất cả các sản phẩm của Mộc Lan Huy để quý vị có thể nắm được cái giá của bên Mộc Lan Huy như nào nhé. Và lặp lại quý vị là đây là một bộ ghế nằm trong cái tiêu chuẩn hàng VIP, và dừng gần như là cả tháng mới chỉ được có vài bộ thôi chứ không có nhiều quý vị nhé. Tó liền, tựa liền, mặt ván liền và tay nghe liền, chân đơn 12. Rồi, giá đây thì Mộc Lan Huy bao gồm luôn chi phí sơn hoàn thiện tặng kèm kính mặt bàn và miễn phí vận chuyển 30 cây. Còn ngoài 30 cây thì chúng tôi sẽ tính theo cái chi phí vận chuyển hai bên cùng hỗ trợ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của xưởng gỗ Mộc Lan Huy.